Không, quay về nhá. Quay về thôi. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Lucy và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi trực ca đêm nhé. Ok, mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Đi trực ca đêm các bạn ạ. Hãy đặt những cái hộp vào khu vực đồ khô. Ủa sao cái này nó giống cái nhà hàng quán ăn đêm ở cái tựa game The Diner mình chơi cách đây mấy hôm nhỉ? Sao nó giống nhỉ? Hay là cùng một tác giả các bạn ạ? Có thể là cùng một tác giả. Hoặc là đây là những kiểu cái sự kiện mà xảy ra trước khi cái quán ăn đêm đấy nó bị quỷ chiếm ấy. Rồi, sao sao? Đây là cái hộp này. Làm nào để nhặt cái hộp lên? À, ấn E các bạn ạ. Và Pantry à? Nếu mà mình nhớ không nhầm, cái Pantry nó ở đây. Đấy, đây là cái Pantry. Đây, Pantry đây. Và trong Pantry này thì cái ở cái tựa game trước mình chơi ấy, cái tựa game quán ăn đêm ấy, trong này có một con quỷ. Đây này, nó sẽ ở đoạn trên tường này. Không có gì quá đáng sợ các bạn ạ. Ok rồi. Có gì không? Ở cái quán ăn đêm ấy thì mình nhớ là ở trên ghế này nó sẽ có một con quỷ nhỏ nhỏ. Một cái ghế nào đấy ở đây nó sẽ có một con quỷ nhỏ nhỏ, nhưng cái đầu lâu xứng chéo thì đấy nó không phải nhà vệ sinh. Chúng ta sẽ phải đi cất hết mấy cái hộp này chăng, có thể là phải cất hết mấy cái hộp này thì cái sự kiện ma quái hay là cái gì nó mới xảy ra. Cửa đóng rồi, bởi vì là cửa nó tự động đóng mà. Chắc chắn là cửa đóng rồi.